Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ những niềm vui bất tận về thế giới cây kẻ các bạn ha. Hôm nay thì thật một dịp tình cờ đã rất có duyên, năm Thu lại quay về tỉnh Bình Dương, miền Đông, tỉnh đất võ miền Đông. Mình đến đây để mình thực hiện một cái clip và chia sẻ cùng các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái khu vực là sân kiển của anh Thành, sân kiển của anh Thành nha các bạn. Bạn nhìn rõ ràng đây là sân kiển, không phải là vườn kiển. Các bạn lưu ý một điều là sân kiển là dành cho những các bạn mà chơi tài tử, khi mà cần có một lý do đó thì người ta sẽ đến cho, phải nói là bây giờ phải dùng từ ngữ sao cho nó dễ hiểu à. Đại khái là khi mà cái sân kiển của anh Thành này anh chơi rất là lâu năm rồi, bây giờ do một số lý do về công việc thì anh cũng muốn là giải quyết cái giao lưu với một số cái ông sứ này để đến với các bạn nào có cùng sở thích. Nói chung là trước khi mà chia tay với vườn kiển anh cũng cắn đắng lắm rồi, là cũng muốn nhờ mới đưa ra quyết định cuối cùng là nhờ Đông Thu đến làm clip để chia sẻ. Các anh chị em nào có nhu cầu và mình chơi những cái loại sứ cổ khổng lồ như thế này thì các bạn đến đây ha, liên lạc tại cái số vườn của Thành là nằm ở tọa lạc tại cái số nhà là 130/1 khu phố Thanh Hòa, phường An Thanh, Thuận An, Bình Dương. Số địa chỉ của Thành là 0909828268. Năm Thu nhắc lại là số địa chỉ của cái sân vườn sứ của Thành là 0909828268. Các bạn cứ yên tâm, mà nếu mà các bạn không ghi kịp cái số điện thoại này thì Năm Thu sẽ ghi lại, lưu lại trên cái tiêu đề của cái video của bạn ha. Xin mời các bạn đi tham quan một số mẫu cây, nếu các bạn thích thì các bạn cứ gọi điện thoại về cái địa chỉ liên lạc này để cùng nhau để mà liên hệ với Thành để biết giá cả ha. Thành thì nói chung là Thành lần đầu tiên mà rao bán những cái cục cưng của mình nên Thành rất là tiếc. Thành cũng không muốn lộ diện cho nóng kính, thành ra thì Thành cũng có nhờ Đông Thu là thuyết minh dùm, các bạn thông cảm ha. Đó, có một số người rất là ngại lên màn ảnh, còn tôi cái mặt móc của tôi lên riết thiên hạ nhìn chán, thành ra tôi cũng giấu luôn. Đây các bạn thấy cây sứ ha, ở trước mặt các bạn đây một hai hàng sứ chỉnh chệ hai bên như thế này. Đấy, bạn thấy rất là nhiều đây, bao nhiêu gốc ta, 2, 4, 6, 8, 20 gốc á Sơn. Đây cây sứ, đây cây sứ rất là cao ha. Sơn nhờ Sơn đi vô cây sứ này để cho các bạn mường tượng được cái độ to lớn của cây sứ nè ha. Đây là nhờ có ông này cũng vô đây. Đưa xuống gốc đây, Sơn đưa các bạn tay xuống gốc. Đây ha. Rất là vĩ đại các bạn, gốc nào gốc đấy là cái to chà bá luôn. Thành đã cũng có nói với Năm Thu là cây này nếu mà đôn gốc lên thì còn đôn gốc được nha bạn. Tại vì Thành nghĩ là đây mình chơi bộ sưu tập của riêng mình, thành ra Thành cũng không muốn là nâng gốc sớm. Tại vì Thành nói nếu mà nâng gốc sớm thì cái cây sứ thì nó sẽ bị chậm phát triển gốc á. Thành ra là cứ hắn ta cứ để chôn cái gốc nằm ở dưới chậu đây. Đây. Năm Thu cũng thuyết phục Thành, nói bảo là mình cho một cái đơn giá để cho các bạn dễ có sự lựa chọn, mà Thành cứ ngại ngùng, Thành cũng là không chưa. Nhưng nếu là thật sự các bạn mà có thích á, bạn có thích thì cứ liên hệ lại với Thành ha, gọi điện thoại theo số là 0909828268 các bạn ha. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn là cây sứ kế bên. Những cây sứ này trồng lâu năm rồi, từ miệng chậu lên tới ngọn sứ là có tầm khoảng 1m8 rồi. Cũng 1m7, 1m8 á các bạn. Mà được trồng vô cái chậu rất là lớn, mà theo cũ nào cũng nấy là quằn quại. Cái mùa này do nó vừa hết cái đợt bông vừa rồi, thành ra các bạn thấy nó không có bông. Nhưng mà chơi sứ thì cái bông thì hôm nay nó không có thì ngày mai nó có. Quan trọng là cái bộ củ nữa, thấy không? Củ nào cũng nấy chà bá luôn. Ông Thành ông nuôi sao mà ông cho uống cái gì bự quá ta. Củ nào cũng nấy mập ú ù à. Chắc thuốc ngày ông tẩm Viagra vô không mà sao nó bự dữ, củ mập không à. Thấy củ rất là to, rất là bự, vất vả luôn các bạn. Năm Thu sẽ xây quanh sơ lược qua một số mẫu cây sứ để cho các bạn, nếu mà thật sự mà thích thì các bạn cứ đến đây ha, liên hệ với Thành. Đây cây sứ rất là cao to. Tiếp tục chia sẻ với các bạn. Đây cái hàng sứ ở đây, chắc lẽ mình đi một lượt từ cái cây sứ gốc bên đây luôn, để mình đi theo nó chiều nắng á. Để nếu mình đi ngược lại thì ánh sáng mặt trời nó rọi vô cái màn ảnh, cái màn ảnh thì nó đây. Năm Thu sẽ đây là mỗi một hàng của nó là đếm bao nhiêu chậu Sơn? Mỗi một hàng là 10 cây không? Bạn thấy không? Mỗi một hàng là đặt cây chậu là 10 cây.
Đây, mà cây nào cái tầm cái chặng rất là cao, rất là cổ rồi. Ông Thành ông chạy mất tiêu rồi, không có ở đây để tôi hỏi ông cơ, ông trồng được bao nhiêu năm mà trời. Chứ ông này làm gì ông mắc cỡ dữ vậy, ông thấy đưa cái bàn đưa cống kiến lên là ông chạy mất à. Kỳ cục không biết. À, bông này à, đây là bông sứ nè, bông sứ này cái dạng này là cái dạng sứ này là cánh kép này nó cái giống này nó đã có lâu đời rồi. À, cũng có một số bạn thì à, người không thích cánh kép nhưng mà có số bạn vẫn thích. À, cánh kép thì tuy rằng nó không đẹp nhưng mà bông nó dày. Bông nó dày em này à, chịu được nắng mưa rất là tốt. À, mưa nắng dùi dập cuộc đời cũng vẫn không sao. Còn những em mà cánh cánh đơn á, em cánh đơn em cánh kép thì bão tố sông ba giờ làm vùi dập là tan nát cuộc đời hết, là mấy cái bông sứ mà nhiều cánh đó các bạn, khi mà nắng quá nó cũng bị dập cánh, mà khi mà mưa quá nó cũng bị dập. Thì mỗi một cây mỗi một loại thì nó có ưu khuyết điểm riêng của nó. À, tất cả những cái dạng sứ đây là được là trồng từ hộp, thấy cây nào cũng cao ha. À, đó các bạn, à, chủ yếu là củ ha. À, cây này nó đẹp nhờ cái ổ củ, thì Thẩm Thu sẽ à, chủ đạo quay quay camera vô chỉ vô cái củ là chính ha. À đó, anh em Thu đã nói rồi, ông nói là cái gốc của nó ông chưa đôn hết, tôi nói là xấu thì che, tốt thì khoe, mà cái này tôi thấy tốt mà mắc gì phải che vậy. À, cứ để đôn cái củ lên nhiều thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, đây, đây. À, Nam Thu sẽ đi đi giữa hai hàng sứ ha, xung quanh đây là tác toàn là các mỹ nhân không. Mỹ nhân nào mỹ nhân lấy toàn là khổng lồ không ha. Đây. Lấy cũ không? Đúng ra thì Nam Thu nghĩ là nếu mà cho một cái đơn giá thì các bạn dễ hơn. À, nhưng mà ông này thì ổng thuyết phục mãi không được. Thế thôi thì các bạn cứ nếu thật sự các bạn có cái sở thích sở hữu những cái nàng sứ này, những nàng sứ khổng lồ này, các bạn chịu khó ha, nhấc máy lên, nhấc điện thoại lên. Rồi, gọi vào cái số 0909828268 các bạn ha. À, nhấc lên thôi, nhấc máy lên, alo là tới liền. Cái thời đại công nghệ bây giờ mà các bạn mà không cần đến mình phải đi xa gì chứ. Khi mà quay ống kính thì Nam Thu đã quay cho các bạn xem rồi. À, các bạn thấy những mẫu cây rồi, các bạn còn muốn giá thì alo cái là biết liền chứ gì, không cần thiết phải là chào giá. Tại vì chào giá những nhà vườn chuyên nghiệp người ta mới chào giá, còn những người mà lần đầu tiên mà người ta cũng có thể là người ta khi mà đưa một cái giá cây sứ lên người ta cảm thấy xót xa đó các bạn. Tại vì khi mà đặt hết cái tâm huyết vô mà cái dàn sứ như thế này, Nam Thu nghĩ là cái tình cảm của họ dành cho những cái nàng sứ này cũng rất là mãnh liệt á, khi mà chia tay phải nói là một cái điều thật là gay rứt. Đây toàn cây to ha. À, tiếp tục. À, Nam Thu nói nhiều quá, có lẽ là mình phải nói thế ông này thôi, nói thế ông Thành thôi, ổng không nói thì Nam Thu phải nói chứ sao, chứ không lẽ tôi không nói nữa à, thành phim câm à. À, giống như phim sạc lô, phim câm ngày xưa ha các bạn. Đây củ đẹp à, à đẹp à. Ừ, những cái củ nó cuồn cuộn đầy sức sống mà ha. À, cuồn đầy sức sống luôn, góc này đẹp nè, đẹp quá sơn ha, đẹp ha. À, sơ coi mấy cái sơn hung, cái sơn hung vô củ hung củ không hung gì hung hung củ thấy quải quá không. À, à, đây. À, tiếp tục. À, cây này cây sứ. Ồ, cây này à, tuy rằng cái giống cũ mà thấy cái kiểu dáng nó rất là đẹp. À, kiểu dáng rất là đẹp bạn. Ừ, rất đẹp ha. Ừ, đẹp chứ, đẹp. Ô Thành ơi, Thành anh đã mất tiêu rồi. Thành ơi, Thành vô đây chào giá cho người ta ăn chút coi. Trời, cha nội này kỳ cục trời, toàn sở hữu toàn những người đẹp không mà không chủ mà đứng xung quanh với những cái nàng tiên này đẹp như thế này phải cho mọi người chiêm ngưỡng chứ. Thấy không, khi mà cái chậu này các bạn được đôn lên cái miếng này nè, cái mục đích là người ta sẽ dưỡng cái củ nó các bạn. Khi mà chỉ cần mà phô bài ra, nếu mà cho em mình lên sàn diễn các bạn chỉ cần tháo miếng này ra cái là củ nó lội lên, củ nào cũng đấy chà bá luôn ha. À, củ bự mà, à, củ bự mà phải giấu làm gì, củ nhỏ nhỏ giấu thôi, củ bự phải khoe cho mọi người thấy, cho mọi người nhìn chút chứ. Bởi vì mọi người một cái tánh thật là quái bạn ha. Đây đẹp, rất đẹp. Ừ, bên đây nữa vẫn cứng. Ở bên đây là đây cái dáng này hình như theo loại giống ha. Cái giống này cái nhánh của nó cứ cà cong cà queo không bù là cái giống kia đứng sừng sững luôn. Trời, như lực sĩ nha, lực sĩ. À, phải nói là Nam Thu cũng đi có một số vườn kiển thì Nam Thu cũng thấy cũng có nhiều nơi cũng đẹp luôn các bạn. Phải nói là cây sứ này rất là đẹp.
nó có một cái nó có một cái nét đẹp mà giữa cương và nhu nó hòa hợp với nhau, các bạn thấy không? Là nông thu nói làm sao mà cương và nhu hòa hợp ở chỗ nào? À, cương là những cái củ chà bá mà tù lù xong gọi là cương được, còn nhu là những cái bông của nó rất là mềm mại, rất là dễ thương. À, không phải là riêng về bông năm cánh, có thể là bông những cánh hai lớp và ba lớp nó chồng lên nhau, thành ra cây sứ là cái sự tổng hợp giữa cái đẹp cương và nhu. À, nói vậy cũng không quá đáng đúng các bạn. À, tiếp tục đây, cây sứ này mập chà bá này, chợ cái thân nó mập nè, cái củ nó ông này ông chôn hết, ông chôn nó để ông dưỡng củ nè, thành ra ông chưa cho củ lòi lên sớm. Sơn đưa cái tay vô cái gốc này, Sơn à, cho bà con thấy cái sự vĩ đại của cái gốc sứ này ha. Rất là to, rất là bự ha, đẹp ha. Nãy giờ hơn 20 cây chưa ta? Chưa hả? Hết thằng này mới 20 cây. À, để Đông Thư chia sẻ từ cây 1 ha. Ok. Gốc này cũng bự nè. Các bạn thấy gốc này bự không? À, gốc bên đây nữa nè. Tuấn ơi, ra đây cho bà con, chào bà con cái cây Tuấn. Okay, à, Thành chứ quên Thành. Thành vô đây chào bà con cái coi, làm gì núp núp bẻ quậy mày. Ông trùm mà sở hữu những nặng chân dài như thế này mà không, mình đó là một điều đáng tự hào để mình đi trình làng đưa mấy em lên sàn diễn showbiz chứ, mắc gì rồi phải mà núp núp đó trời. Rốt cuộc rồi Đông Thu lại lấy công của thằng Thành đó nha. À, thằng Thành nó chăm sóc bao nhiêu năm nay rồi mà nó không đến gần cận kề các em, mà Nông Thu chẳng săn sóc ngày nào. Hôm nay mình đến cận kề vuốt ve từ em một, cái đó là thật là cái niềm diễm phúc của Nông Thu á. Cái này là tu lâu năm lắm nó mới được cái phúc đó, phải không Thành? Không chăm sóc mà được vuốt ve sờ soạn em này từ nãy giờ quá cho em luôn nè. Rồi, tiếp tục qua ha. À, đây là rất nhiều cây. Ở sân mình nên đếm là sân đếm mà điên vòng đếm mà thử coi bao nhiêu gốc mà để mình chia sẻ. Đây là những gốc cây Nông Thu nghĩ là nếu bạn nào muốn sở hữu những gốc cây này phải có một cái sân vườn khá rộng đó các bạn, hay là những cái nơi công viên ha. Hôm kỳ rồi lên Đài Liệt Sĩ Long An họ cũng để cây sứ, phố Hàng Xứ cũng rất là ấn tượng nhưng không đẹp bằng đây bạn. 21 chậu hả? À, bạn thấy không, gốc bự. Sơn đưa tay vô gốc rồi Sơn, đưa tay vô Sơn. À, to không bạn? À, rất là to ha. À. Ừ. Ồ, rất đẹp ha. Đây, kế tiếp đây. À, được sở hữu những cái nàng chân dài này là không có gì diễn phúc cho bằng được trước da từng em một bạn ha. Nông Thu nhắc lại cái địa chỉ của ông chủ sở hữu 21 nàng tiên này, nàng những em chân dài này. Đây là cái sân kiển của anh Thành, tọa lạc tại số 130/1 khu phố Thanh Hòa, phường An Thanh, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và cái số điện thoại để liên lạc, cái lưu ý ha, các bạn chú ý là số điện thoại để liên lạc là 0909828268. Thì Thành sẽ sẵn sàng chia sẻ giao lưu đến các bạn, mà Thành còn ngại ngùng, còn mắc cỡ, thành ra không chịu chào giá. Thì các bạn cứ đến đây chỉ cần nhắc telephone lên cái alo, cái là đầu dây bên kia Thành báo giá liền ha. À, tiếp tục. À, rồi đây. Đây là một điều một chung hãnh diện để mình đi diễn cùng các nàng chân dài, mà ông này trốn hoài tôi chẳng hiểu sao trời. Bởi vậy trên đời này ta nói là cái chế người là mười ý chỗ đó các bạn. À, Nông Thu thì nói cho ngay thì mình cũng được cái tự tin. À, mình tự tin, mình Nông Thu rất là tự tin, tuy rằng là chơi kiển về từ cái nghề cái chơi kiển tới những cái nghề làm YouTube thì Nông Thu cũng chưa chắc đã bằng ai đâu, nhưng mà mình phải tự tin. À, tự tin mình vượt lên chính mình để mình học hỏi những cái kinh nghiệm của người khác để mình hoàn thiện, càng ngày hoàn thiện hơn. Chứ cổng chẳng có gì phải là xấu hổ hết. Nếu mà mình xấu hổ, mình không chịu bước ra công chúng thì không khó khi nào để mình phát triển theo kịp được người ta. Ở thời buổi bây giờ, nếu các bạn đứng tại chỗ là các bạn đã thụt lùi, chứ đừng nói chi mà trốn các bạn ha. Đứng tại chỗ là thụt lùi rồi, tại xã hội càng ngày càng đi lên, đứng tại chỗ là mình thụt lùi với người ta rồi. Đây, cây sứ nữa nè. Em đó đang bị bệnh. À, em đó thất tình đó, thì em đó bị bệnh thôi, bây giờ có tình yêu mới em sẽ phát triển lại. Đây nè. À, bước vô một cái sân kiển ha, sân kiển đây.
rất là đẹp hả bạn. Khi mà nói mà chia tay với các nàng này á, thì Thành cũng rất là buồn khi mà phải chia tay với những em này. Những em mình đã dồn hết tâm huyết, chủ yếu đây là bộ sưu tập của Thành chơi là chính, chứ không phải là cho Thành chồng để mà đi đi giao lưu. Nhưng mà bây giờ thì do cái hoàn cảnh á, cho hoàn cảnh thì bắt buộc thì Thành cũng phải là gửi em mình đi cho những gái em đi cho những cái nơi mà người ta yêu mến. Đấy bạn ha, anh Thư lia mái giữa hai hàng ha, đi giữa hai hàng xứ, hai bên là những cái người đẹp chân dài. Nãy Thành nó nói cây đậu dưa tha bao nhiêu năm tuổi rồi sao vậy? Hả? Trên 3 năm rồi, dở lên chắc cái cây kiển này là Thành hơn 20 năm. Thành ơi Thành, cây kiển này trồng bao nhiêu năm rồi Thành? Em mấy năm rồi? Trên 20 năm rồi phải không? Nhưng mà mình đang dạng là mình đang nuôi củ nè, 3 năm rồi chưa dở củ lên. Củ đẹp vậy sao giấu, chỉ giấu hoài vậy ông? Đây bạn, Nông Thư sẽ chỉ camera cho nó tổng quát chút xíu bạn xem lại ha, xem lại hai bên hàng xứ đi. Nói chung là toàn xứ to không bạn. Cây nào cũng vậy, từ miệng chậu lên tới trên ngọn sở hữu phàm phẩm chừng 1,5 m trở lên và tán rộng lắm, tán rộng khoảng 3 người ôm mới hết. Một cái tán của nó rộng khoảng 3 người ôm nhau mới hết được. Đây. Đây là cái khu vực này trồng sứ cổ thụ dạng cái giống này là giống cổ. Giống này theo Nông Thu biết thì giống này nó có từ trước năm 1975 rồi. Ngày xưa thì người ta có lẽ người ta mang bên Thái về, thành ra nó có thành cái thương hiệu luôn, thành thương hiệu là sứ Thái, sứ Thái Lan do quan niệm, chứ hình như là cái gốc tích của cây sứ này nó không phải từ Thái Lan. Nhưng mà do có lẽ lần đầu tiên Thái Lan họ du nhập vô là người Việt Nam mình mang từ đó về, thành ra em mới qua sứ mình tự nhiên có chuyển trệ đổi cái nick thành cây sứ sứ sa mạc thành sứ Thái Lan. Tại vì cái bông sứ này các cụ ngày xưa còn có cái mệnh danh là hoa hồng sa mạc. Ngày xưa thì người ta đã đặt tên nó là hoa hồng sa mạc rồi các bạn, nhưng mà nó chưa chính xác. Đến ngày hôm nay thì Nông Thu mới tin chắc rằng nó là một bông hồng sa mạc, chẳng khác một tí gì bởi những cái cây sứ mà cánh kép rất là tuyệt vời, rất là đẹp, không thua gì cái bông hồng. Để chút nữa Nông Thu sẽ mời các bạn ha, mình vô một cái khu vườn nhỏ thôi. Khu vườn nhỏ là Thành cũng đang nghiên cứu để mình trồng một cái số giống sứ là cánh kép là thôi ha. Thôi mình cũng xin mời các bạn mình bước vô trong cái khu vườn phía sau để mình xem một số giống sứ cánh kép của Thành ha, của Thành đã dưỡng sứ cánh kép. Nông Thu thấy sứ cánh đơn, nếu các bạn nào mà chơi về vấn đề mà chơi bonsai mà chuyên về thân, chuyên về thân cũ thì các bạn chơi những cái dòng này nó khỏe hơn. Còn những dòng cánh kép thì Nông Thu thấy là như vậy, nó yếu ớt thì cánh kép thì nó chuyên về bông hoa. Còn cái này là chuyên về cũ. Trời, cũ thằng Thành cái bí quyết là cũ bự quá Thành. Mày có cho nó uống ra không bự vậy mày? Có bí quyết gì mày chia cho chú một chút coi. Trời, nhìn thấy cũ con vậy, cũ chú buồn nó chết luôn á. Cũ bự bự không à. Cũ sứ này, cũ của thanh niên nó có khác ha. Thôi xin mời các bạn ta vào cái khu vực phía sau các bạn ha, để coi mấy cây sứ cánh kép của Thành này cái trồng ra sao. Thôi xin mời các bạn. Thôi tiếp tục chia sẻ với các bạn ha. Hồi nãy thì chúng ta đã lên ở cái khu vườn đó, do cái cây sứ nó quá lớn quá, thành ra Thành cũng có thuê một miếng đất để sứ cho cái khu vực đó cho nó đủ nắng, nó phát triển tốt. Đây là cái khu vực nhà riêng này các bạn, nhà riêng của Thành đây. Nhà riêng hắn gần chùa hết ta. Thành gần chùa Thành này chùa giờ có đi có vô chùa tụng kinh gì không? Cũng có thì gần chùa nghe kinh gõ mõ riết rồi nó cũng lành tánh ha. Đây là trước mặt của Nông Thu là cái sân. Cái này là những cây sứ này là sứ zin được trồng từ hột hết. Cây thì nó cũng chưa có lớn ha, cây này mình mới trồng hả Thành? Mấy năm mà cây này, cái cây mà cái bông đỏ mà cái nhụy đang đen đó là kêu bằng cây gì? Cây xuân kỳ à. Đây là cái sứ Xuân Kỳ, chắc là tên của cái người lai tạo ra cái giống sứ này phải không? Sứ Xuân Kỳ nha các bạn. Nông Thu thì cũng có thấy cái sứ này nhiều rồi, mà Nông Thu cũng nói nào ngay, mình cũng già rồi. Nói vậy á, nãy nói vừa xong cái chút xíu rồi đi, cái dốc cục đá té quên hết mẹ nó. Kế tiếp bên đây có rất là nhiều cây các bạn phải không? Đây nó phải nói là hàng sứ bên đây là những cái sứ
cái giống đẹp, thành ra Thành cứ đem về nhà trồng, mình trồng đi rồi mình có giao lưu không Thành nhờ? Ai thích thì giao lưu, giao lưu là giao lưu cả cây hay là giao lưu cái ngọn? Cây. À, lưu có cây hả? Cây ngọn. Cây ngọn, còn có khi nào giao lưu cái củ không không? Không. Không hả? À, giao lưu cái củ luôn chứ ông. Giao lưu cái củ không, có cần về còn nguyên đâu có mất gì đâu. À, cây sứ bán mất chứ giao lưu củ còn Thành không mất nữa ha. Có thích thì liên hệ với Thành ha. À, đây là người giấu mặt ẩn vật, giấu mặt quá không ai biết là cũng khó giao lưu được cái cụ đó. À, để tôi tiếp tục chia sẻ các bạn ha. Có một số mẫu sứ rất là đẹp. Nếu mà cây sứ mà sứ cái cánh là bông hồng hồng như thế này gọi là sứ gì vậy Thành nha? Không, thằng Tài là màu đỏ kìa, Nam Thu biết cái cây màu đỏ. Cây này chưa đặt tên thì chưa đặt tên. Nhưng mà giống này Thành tạo ra. Tạo ra thì trong số 10 cô thích cô nào nhất lấy tên đặt vô cây này có gì đâu hả? Thì lấy tên cô nào mình thích nhất á đặt vô em này có gì đâu khó. Trời ơi, tôi đặt cái ở gì đâu, mình đặt tên thì dễ mà khổ nổi mình không có sứ để mình đặt tên đó bà. À, đây cái sứ mà chưa có tên, cái sứ có tuổi mà chưa có tên hả? À, tại vì nó có tuổi đời nó mới có bông đúng không bạn, có tuổi mà chưa có tên đây. À, đây. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn một số mẫu sứ rất là đẹp tại cái nhà riêng của Thành ha. Ở đây là cái cây sứ thần tài. Cây sứ thần tài nghe nói khi mà ai mà sở hữu cây sứ này sẽ đem tới nhiều tài lộc phải không ta? Có không? Nếu mà có là tối tôi vô rình ra tôi bưng cây này về đó. À, biết chưa thần tài là thần dưới của, tài của. À, khi mà một cây sứ hay một cái cây riêng sứ rồi tất cả những cái cây nào mà nó mang một cái tên gì nó mang tới cái tài lộc hay mang cái tên sự may mắn thì tất cả mọi người hỏi rồi rất là phái sở hữu những cái cây sứ như vậy. À, tiếp tục không riêng sứ các bạn, tất cả những chủng loại cây ở đây có mình cái cây bông màu tím không Thành nhỉ? Có không? Cây này mới gì đó, bông à, cái bông màu tím hả? À, bữa hổm mình tuột mất cái bông màu tím, ông kia ông hứa mà ông hứa cuội rồi. Cái bông tím liêm luôn á, tím đen luôn á, rất là đẹp. À, cái bông này nó còn ít nè, ít màu nè, cái màu tím nó ít, có cái loại màu tím tím sậm luôn á. Ừ. À, còn đây mình có giống gì mới không? Ai giống kim lân nhà Nam Thu có? Noel. Đây cây nào? Cây Noel. Cái bông lắm rồi. Cây Noel. Nó giống tầm trước. Noel à, à đây cây này gọi cây Noel. À. À, Noel này cây cánh kép. Vậy chứ thế Thành có cái bông nào mà có bông thơm không? Sứ thơm không? Mà có thấy sứ thơm chưa? Rất là thơm ha, sứ thơm. Mình thu phái sứ thơm lắm. Mình phái cái dừa có sắc và dừa có hương đúng không? Sắc có hương thì lúc nào cũng gợi cảm hơn. À, cái sứ thần tài. Bông đỏ lử bạn, đỏ lư luôn á. Nó đẹp luôn. Giờ phút cuối cùng là cũng chuẩn bị chia tay rồi. Thành có suy nghĩ lại để cho Nam Thu quay mặt cái không? Cũng không luôn. Cũng là kiên định như thế hả? À ha. Cũng sắp chuẩn bị vài phút đó thôi là chia tay mà Thành một hai cũng không cho Nam Thu quay mặt để chia sẻ cùng các bạn. Không là thiệt tình ha. Thiệt tình luôn á. Chưa có bao nhiêu tuổi rồi sao khó khăn quá à trời. Cây này cây gì tên gì? Phúc Tấn. À, cây này của mình tạo nên là cái tên nó có tên của ta. À, cây của người ta. À, cây này cây gì? Cây gì? Không sao đâu, đứng bên hông Nam Thu không thấy đâu, tại ông kính bao giờ chỉ về phía trước mà. À. Quan nó cũng đẹp ha. À, cánh đẹp ha. À, à. Còn cây này sọc sọc này. Cây đó cũng chưa đặt tên. Cây chưa đặt tên luôn. Chưa đặt tên. Còn mấy cây nhỏ nhỏ trong chậu kia là nó có tên tuổi gì chưa? Mà cây nó biết cây bông gì không? Không, chưa có bông. Chưa có bông trồng đại gì hả? À, ngộ ha. Còn có cây nào nhỏ nhỏ vậy mà có bông sẵn không? Không có cây nào hả? À. Đây, rất cây là cây gì? Tên gì? Xuân Kỳ hả? Cây bông này sứ nè. Này Long Thành mà. À, cây Long Thành. À, Long Thành. Mà tại sao cây sứ là tên đàn ông ta? Nó biết là tên phụ nữ đẹp hơn đúng không? Bây giờ lần cuối cùng có cho thấy mặt không? Không. Mới lần nữa cho không? Lần thứ ba cho không? Lần thứ ba cũng không cho luôn không? Không cho thôi thì Nam Thu cũng xin đó là chia tay cùng các bạn ha các bạn ha. Hồi nãy thì Nam Thu cũng làm clip hai cái khu vực, một khu vực là sứ để Thành giao lưu với sứ mà sứ cổ, sứ to và những cái phần này giống sứ mới sứ nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn nào có nhu cầu thì đến đây sở hữu cho mình ăn tất cả những hàng này hàng riêng, tại vì Thành nó phái riêng thôi, hàng ghép nó không chơi.
Thôi đến đây Nông Thu cũng xin nói lời chia tay cùng các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thích cái like này thì cũng nhấp like ủng hộ, thích cái clip này nhấp like ủng hộ tinh thần cho Nông Thu. Nông Thu xin nhắc lại đây là cái khu vực trồng sứ của Thành, tọa lạc tại số 130/1 khu phố Thanh Hòa, phường An Thanh, Thuận An, Bình Dương. Và cái số điện thoại là 0909828268. Nông Thu nhắc lại số điện thoại là 0909828268. Các bạn có thích giao lưu thì đến đây gọi điện thoại để ủng hộ. Bye bye các bạn. Các bạn nào chưa subscribe thì nhớ nha, subscribe để nhận được từ chúng tôi những clip mới nhất. Bye bye, chúc các bạn gia đình thật nhiều sức khỏe. Bye bye.